Thùy Dương OBD Việt Nam xin kính chào các bác. Hôm nay em xin phép được làm clip giới thiệu với các bác cách cài đặt phần mềm FOBD trên chiếc điện thoại iPhone. Đầu tiên là mình sẽ vào cửa hàng App Store trên điện thoại. Mình sẽ vào mục tìm kiếm phần mềm FOBD. Đây, mình sẽ vào xem giới thiệu các tính năng của phần mềm. Thì ở đây phần mềm FOBD được cung cấp bởi hãng FK, kích cỡ là 26,8 MB, cũng rất là nhẹ. Ngôn ngữ thì có 4 ngôn ngữ, đó là tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Nga và tiếng Tây Ban Nha. Bây giờ em sẽ tiến hành cài đặt. Tốc độ cài đặt phần mềm tốc độ cài đặt của phần mềm phụ thuộc vào mạng wifi nhà các bác nhanh hay là chậm đó. Như các bác thấy là phần mềm rất là nhẹ nên là được cài đặt khá là nhanh. Bây giờ em sẽ mở vào. Phần mềm yêu cầu mình bật Bluetooth để cho phép FOBD kết nối với phụ kiện. Bây giờ mình ok, mở Bluetooth lên. Sau khi em mở Bluetooth lên và on chìa khóa thì có cái dấu Bluetooth góc bên phải, góc trên cùng á, nổi màu xanh, có nghĩa là các bác đã kết nối thành công. Bây giờ ở đây giao diện chính thì có 5 mục, đó là đọc xóa lỗi, reset, bảo dưỡng. Tính năng HUD là một cái tính năng mới của trên phần mềm FOBD, là phản chiếu tốc độ động cơ lên kính màn hình. Có một tính năng rất là đặc biệt, đó là tra cứu mã lỗi. Không phải trên phần mềm nào cũng có cái tính năng này. Ở đây là cài đặt. Bây giờ mình bấm vô cài đặt. Cái này là có cài đặt ngôn ngữ. Ở trong này có 4 ngôn ngữ cho anh em mình lựa chọn. Em thì em cũng không được giỏi tiếng Anh cho lắm nên là em chọn tiếng Việt. Bây giờ em sẽ hướng dẫn các anh em mình sơ qua về tính năng đọc và xóa mã lỗi trên xe. Mình bấm vào mục OBD2. Ở trong này thì nó có tổng cộng là 8 mục, đó là đọc mã lỗi, xóa mã lỗi, đọc dữ liệu đóng băng, kiểm tra cảm biến oxy, giám sát các hệ thống hiện hành, kiểm tra yêu cầu điều khiển và đọc thông tin hộp ECU. Bây giờ em sẽ giới thiệu với các bác về tính năng đọc mã lỗi. Trên đây thì nó ở đây là có trạng thái nè, là có lịch sử, hiện hành, thường xuyên và tất cả. Bây giờ em sẽ chọn mã lỗi hiện hành đi. Và hiện tại là đang chiếc xe của mình là đang bị 4 lỗi này. Bây giờ anh em mình tiến hành khắc phục mã lỗi. Sau khi mà anh em mình khắc phục mã lỗi xong thì mình sẽ tiến hành xóa mã lỗi. Xóa mã lỗi ở góc dưới bên trái. Xóa mã lỗi, ok. Rồi bây giờ mình quay lại, mình vô mình đọc lại mã lỗi. Rồi hồi nãy em đã xóa mã lỗi thì bây giờ mình không tìm thấy mã lỗi nữa. Rồi bây giờ mình quay lại. Ở đây thì có rất là nhiều tính năng anh em mình có thể xem. Đây là đọc dữ liệu, data, xem data list. Đây là cảm biến oxy nè. Đây mình có nhiệt độ động cơ là 53 độ C. Đây mình có khá là nhiều mục. Bây giờ mình sẽ xem dưới dạng đồ thị. Thì động cơ của em đang đứng im nên là đồ thị của nó sẽ là một đường ngang. Ở đây thì có lưu lại, các bác thích thì mình lưu lại dữ liệu trên xe. Lưu lại đi. Rồi. Vừa rồi em đã hướng dẫn các bác tính năng đọc và xóa mã lỗi trên phần mềm FOBD.